Nhân xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại quốc lộ 1A. Thì cái vị trí này mình chạy lại chỗ cổng thị trấn Bến Lức, nó chỉ có 200m thôi. Rồi bây giờ nói như cả nhà mình thấy ở đây là cây xăng 1932. Thì cả nhà mình cứ gõ trên Google Map là số 269 khu phố 3 quốc lộ 1A thị trấn Bến Lức, thì nó sẽ hiện ra cái vị trí của cái dự án mới của bên công ty Trần Anh Group. Rồi bây giờ nhưng mà cả nhà mình đi vào tham quan dự án luôn nha. Hiện tại đường xá công ty đang làm nha cả nhà, nó còn đang rất là dơ. Nếu mình tính vào vị trí là cái dự án của mình cách quốc lộ 1A chỉ có khoảng 100m thôi. Và ở đây cả nhà mình thấy là nãy Nhân đứng ở ngoài cổng này ha, thì mình chạy vào không tới 100m đâu cả nhà, khoảng chừng 60m thôi là mình vào tới dự án rồi. Thì ở trong đây là nó có những cái diện tích, chẳng hạn như là mình có 517, 515, rồi ở đây là mình có 515.6, coi như 516 nha cả nhà. Thì nói chung là ở đây nó có 3 loại diện tích, tất cả đều ngang năm nha cả nhà, nhưng mà nó có 515, 516, 517 và 518. Những cái lô gốc thì nó khoảng 820. Rồi 717 hoặc là bên đây là có 9x15. Thì lô gốc thì nó có những cái diện tích khác nhau. Thì ở đây cái dự án mình nó thiết kế theo một cái dạng như một cái hình thôi nha cả nhà. Rồi bây giờ thì Nhân sẽ chạy vào trong. Rồi bây giờ là Nhân đang đứng, thì như cả nhà mình thấy phía sau lưng của Nhân là lốc A2 nha cả nhà. Còn bên đây thì có một cái lốc là bên phía công ty đang xây là lốc A3. Còn bên phía xa bên kia luôn là lốc A2. Thì ở đây Nhân mới nói diện tích cho mình đó, 5x15, 5x16 và 5x17. Thì bây giờ Nhân sẽ, nó còn một phút ở trong nữa, sẽ chạy vào trong và Nhân sẽ vào một cái căn nhà mẫu để giới thiệu cho cả nhà mình. Rồi Nhân xin mời. Hiện tại là cả nhà mình thấy có hai cái ô vuông lớn ở chân phía này. Thì ở đây là nó, ở đây là một cái công viên. Một cái công viên là một cái tiện ích trong cái khu dự án Long Phú của mình. Và cái phía sau này là lock house, thì bao gồm có hồ bơi và có những cái chòi cà phê ở phía trên. Để cho hồ bơi thì cả nhà mình sẽ được sử dụng miễn phí 2 năm. Còn ở phía trên là cả nhà mình có thể là ngồi thoải mái, tức là mình có thể ngồi uống cà phê trên những cái chòi cà phê này. Rồi như cái vị trí mà Nhân mới chỉ cho cả nhà là cái công viên đó, thì nó nằm ở phía bên đây là cái vị đất của nó. Còn phía sau lưng của Nhân là cái vị trí của cái hồ bơi với lại những cái chòi cà phê kêu là lock house đó. Thì ở trong đây nó có hai tiện ích thôi, là nó có một cái công viên với lại một cái hồ bơi và những cái chòi cà phê. Còn những cái tiện ích về cái cuộc sống xung quanh đó thì một lát Nhân sẽ dẫn cả nhà mình đi. Rồi bây giờ Nhân sẽ mời mình vào nhà mẫu. Lúc nãy thì Nhân tính dẫn cả nhà mình đi vào cái nhà mẫu nhưng mà các anh đang thi công cho nên Nhân vào không được. Thì bây giờ hiện tại là Nhân đang đứng ở lốc B1. Lốc B1 và cái căn này là căn số 7. Thì cái diện tích của cái căn này là ngang 5m, dài 15.3. Còn cái giá ở đây thì Nhân chưa có cái giá chính thức, thì nó rơi vào tầm khoảng hết tuần này là Nhân sẽ có cái giá. Mà cái giá ở trên đưa xuống thì nó rơi vào tầm khoảng 2.4 tới 2.5 một căn. Cái diện tích là ngang 5, dài 15.7 thì nó khoảng 2.4, và cái diện tích là một trệt hai lầu. Là bây giờ mời cả nhà mình vào trong. Ở đây thì căn nhà của mình là thiết kế mình sẽ có một cái sân sau 2m
cái sân trước 2m và cái lề của mình là 3m nha cả nhà. Cái lề đường của mình đó là 3m và cái lòng đường của mình là 8m. Thì tính ra cái đường của mình là nó rơi vào 14m, rất là rộng rãi. Đây là mình có một cái sân sau 2m. Thì hiện tại là mình chưa có cái vách ngăn để cho mấy anh tiện vận chuyển những cái vật liệu xây dựng á. Thì xong thay xong nhà hết rồi thì mấy anh sẽ ngăn tường lại cho mình. Và phía sau lưng của cái căn nhà của mình á là nó có một cái con kênh rất là mát và rất là trong sạch nha các nhà. Nhà này của mình là thiết kế theo cái mẫu là chuẩn châu Âu nha cả nhà. Thì ở phía trên á, trên cùng của hai căn á, là nó sẽ có một cái tum. Nếu như mà ở ngoài mình nhìn vào á, thì mình cảm giác nó giống như là một cái căn biệt thự chứ không phải là một cái căn nhà phố nữa. Cho nên là cả nhà mình nếu như mà ai mua hai căn á, thì thật sự là nhìn vào là giống y chang như một cái căn biệt thự nha. Phía trong này như cả nhà mình thấy và mình để ý được á, thì bên đây là cái trần nhà xây rất là cao. Thì cái trần nhà này hiện tại là mình thấy là nó với cái chiều cao từ cái sàn cho tới cái trần á là nó 3m2. Và nếu như cả nhà mình có thể là mình tô cái trần rồi mình trang trí, còn nếu không thì mình làm thạch cao cho đẹp cũng được. Thạch cao thì mình làm nó xuống khoảng 3 phân nữa, nó rơi vào khoảng 3 phân. Chuyên nhân xin lỗi là xuống khoảng 3 tấc thì mình còn khoảng 2 tấc chính. Thì nếu về mình nói về cái chuẩn xây dựng là nó nằm trong cái chuẩn xây dựng rồi. Bởi vì bên xây dựng là nó rơi vào tầm khoảng từ 2m6 cho tới 4m, nhưng mà ở đây rơi khoảng hiện tại là 3m2. Còn nếu như mình làm một cái thạch cao xuống là nó còn 2m9 thì nó cũng rất là thoáng mát. Rồi nhưng mà đi chỗ khác. Dự án của mình thì cả nhà mình sẽ để ý bên đây là nó có một cái hàng rào trắng á, thì cho nên là cái khu của mình là dạng như là một khu biệt lập đó, tức là ở đây nó sẽ có bảo vệ cho mình luôn, chứ nó không có những cái người lạ mặt này kia mà vào đây để mà cái kiểu như là cái an ninh không tốt á. Nói về an ninh thì cái khu này là phải nói là cực kỳ tốt. Còn bên kia mình thấy là khu dân cư đường 10, thì khu dân cư đường 10 này rất là lớn và bên đó nó phân lô nhỏ nhất là khoảng ngang 6 và ngang 6 từ 15 cho tới 6-20, thì cái giá bên đó nó khoảng 15 cho tới 18 triệu một mét rồi. Đó, bên đó nha, nếu mình nhân cái giá mét vuông lên thì nó rất là cao. Ở đây mình có cái hồ sau lưng nè, rất là thoáng mát. Đó, anh chị là mình thấy nhà rất là đông, cực kỳ đông rồi. Thì như cả nhà mình thấy ở đây là công ty, phía công ty xây xe tường ở đây á, là mình sẽ là tường riêng chứ không phải là tường chung cả nhà. Thì mình để ý ở đây á, ví dụ như là những cái nhà khác hoặc những cái công ty chủ tư khác á, thì họ sẽ xây hai cái cục gạch này nó dính lại với nhau đó, dính lại với nhau luôn á. Thì khi mà mình làm một cái gì đó ở bên nhà bên kia thì nhà bên đây có thể là nghe được cái tiếng động hoặc là có thể là nghe rất là lớn. Mà ở đây thì công ty sẽ trừ ra một cái đường rãnh nhỏ để mình có thể là dạng như mình cách âm đó, hoặc là lúc mà bên đây làm cái gì đó thì cái tiếng ồn mặc dù nó có nhưng mà nó sẽ giảm lại rất nhiều, cho nên mình thấy nhà rất là hay. Như ở đây là cả nhà mình thấy những cái nhà máy to nữa, dưới đây á là những cái anh công nhân của cái công trình thì sử dụng đỡ cái này để mà làm cái nhà xưởng cho những anh công nhân ở đó. Còn sau này nó sẽ là một cái phần đất của một cái công viên ở trong cái khu Long Phú của mình. Hiện tại là Nhân đang đứng tại lầu 2. Thì ở đây thật sự là nó có sẵn một cái lỗ giống như thông hơi á, cho nên để cái trái cầu ở trên kia đó cả nhà, để cho thông hơi cái nhà mình. Thứ nhất và thứ hai là nó thoáng mát, mà thật sự là nhiều khi thấy cũng không cần lắm, tại vì ở đây có cái cửa sổ rất là to, nó có hai cửa sổ luôn, một cửa sổ lớn, một cửa sổ nhỏ, và phía trước mình một cái cửa rất là lớn. Như đây mình thấy cái cửa rất là lớn rồi, ở đây có thêm một cái cửa sổ bên hông nữa. Thật sự mà nói là khi mình bước vào cái nhà này mình cảm giác là nó rất là mát mẻ, tại vì công ty thiết kế theo một cái kiến trúc mở nên thật sự phải nói là rất là tuyệt vời. Và cái nhà mình để ý nha, Nhân đứng là đứng lầu 2, tức là lầu cuối cùng á, thì ở phía trên này á là bên phía chủ đầu tư đổ sàn cho mình luôn.
đổ sàn cho mình luôn rất là kiên cố. Thì mỗi một cái sàn như thế này là cái chi phí nó cũng rơi vào tầm khoảng cả trăm triệu rồi, chứ không ít nha cả nhà. Đó, nhưng mình thấy rất là kiên cố. Mình đang xin tóm gọn lại cái dự án mình chút xíu đi cả nhà. Thì ở trong đây là bao gồm có 200 căn nhà phố và cái diện tích là ngang 5-15, 5-16, 5-17 và 5-18. Và có những cái căn gốc thì nó sẽ lớn hơn, chẳng hạn như là nó kể ngang 6-7 hoặc ngang 8-9, dài thì từ 15-20. Nói chung là khi mà mình vào cái dự án này rồi là cái diện tích và cái giá cả như thế nào nó cũng có hết. Và cái giá nhân tham khảo của mấy anh ở trên đó thì nó rơi vào khoảng 2.4-2.5 tỷ một căn. Và mình có thể là mình trả trước 50%, còn lại 50% là mình sẽ góp trong vòng 1 năm nha cả nhà. Thì nó rất là thoải mái cho mình. Khi mà nhân bước vào cái dự án đó, thì riêng cái cảm giác của nhân là phải nói cái dự án này nó rất tuyệt vời. Mặc dù là nó chưa có hoàn thiện, nó rơi vào tầm khoảng chừng 50% thôi, còn tới 50% để hoàn thiện tiếp tục. Nhưng mà cái cảm giác đó, nó rất là thoải mái, rất là sảng khoái khi mà bước vào cái dự án này. Thì cả nhà mình khi mà nhìn xem cái video của nhân thôi á, thì mình không có thể nào mình cảm nhận được cái dự án. Cho nên là mình phải sắp xếp một chuyến để mình xuống cái dự án mình tham quan, thì mình sẽ cảm nhận được cái vị trí hoặc cái vị thế của những cái căn nhà phố trong đây như thế nào. Thì ở đây khi cả nhà mình mua đó, thì nó sẽ có những cái chiết khấu riêng của công ty nữa. Và bên công ty sẽ mở bán vào 2 ngày trong tuần, ngày thứ năm và ngày chủ nhật. Công ty sẽ mở bán và trong ngày đó thì công ty sẽ chiết khấu mình rất là cao. Nếu như cả nhà mình ai mà muốn đi xem dự án thì cứ liên hệ cho nhân số điện thoại trên màn hình để mình có thể là sắp xếp lịch. Thì thứ năm là mình sáng là 8 giờ buổi chiều, xin lỗi, 8 giờ sáng thứ năm và chủ nhật là nhân sẽ đón tại số 82 đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là cả nhà mình có thể là cho nhân cái địa chỉ nhà để nhân có thể đưa xe công ty qua đó mình tận nhà luôn. Và cái đó là hoàn toàn miễn phí nha cả nhà, không có lấy phí cả nhà mình. Cho nên là mình cứ an tâm để mà đi xem dự án. Và cả nhà mình không biết nói gì hơn nữa, chỉ mong là khách hàng của mình, cái tài chính của mình là tầm khoảng 2.4-2.5 tỷ, hoặc là mình có thể là trả góp trước 50% là khoảng 1.2-1.250 tỷ thôi, là mình có thể sở hữu được một căn nhà phố tại khu Long Phú Villa. Thì thôi em nói bao nhiêu thôi, nói chung là cái này là cả nhà mình phải đi xuống để cảm nhận được dự án. Và cả nhà mình hãy nhớ là bấm cho Nhân nút đăng ký kênh để có thể xem được những video sau. Bởi vì Nhân quay rất là nhiều dự án, và biết đâu thì có một cái dự án hoặc là một vị trí đất nền nhà phố nào đó mà cả nhà mình cảm thấy ưng ý và hợp với tài chính của mình, thì cứ gọi Nhân để Nhân tư vấn. Rồi, Nhân xin chào.